thường xuyên ăn thịt sống, người đàn ông bị nhiễm loại sán dài 18 mét ở trong bụng. Gần đây, có một bệnh nhân 67 tuổi chuyển đến bệnh viện ở Thái Lan và nói với các bác sĩ rằng ông đang bị đau dạ dày và đầy hơi. Sau khi khám nghiệm, các bác sĩ đã vô cùng sửng sốt khi loại bỏ một con sán dây dài 18 mét từ bụng một người đàn ông sau khi anh ta ăn thịt sống. Ông đã đưa cho họ một mẫu phân, sau đó được gửi đến một nhóm tại Trung tâm Nghiên cứu Bệnh ký sinh trùng ở tỉnh Nakhon Ratchasima. Họ có thể nhanh chóng chẩn đoán anh ta mắc bệnh sán dây sau khi mẫu xét nghiệm được phát hiện có 28 quả trứng. Họ cho anh ta uống thuốc tẩy giun có tác dụng tiêu diệt ký sinh trùng qua đêm. Ngày hôm sau, khối u chảy ra từ trực tràng theo đúng nghĩa đen và các bác sĩ không thể tin rằng nó tồn tại được lâu đến vậy. Trong khi dỗi nó ra, họ đặt toàn bộ con sán dây ra trên một tấm chiếu màu đỏ và đo được nó dài khoảng 18 mét. Thịt chưa nấu chín có thể là nơi sinh sản của các loại ký sinh trùng này. Sán dây có thể sống trong cơ thể một người tới 30 năm mà họ không hề hay biết. Thật đáng sợ phải không nào? Các khán giả của Túp Lều Bí Ẩn đã bao lâu chưa tẩy giun rồi? Hãy bảo vệ sức khỏe của chính mình nhé! Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hãy đăng ký kênh và chia sẻ video cho nhiều người cùng biết với nhé!